Có khi nào ra tò ông sư án treo, mà có khi nào ra tò ông sư mười năm. Vì anh yêu thương em, anh mới đi nhập nhà đợi ăn cơm, anh làm gì có lo. Ở trong tù đêm nào cũng nhớ đến em, nhớ những ngày đôi mình đã sống cùng nhau. Giờ anh thu anh chung, em bước theo người ta thì anh biết em đã chặt cua. Đời lắm xót xa vì quá yêu em, mà anh đứng đây nơi danh mong ngựa. Tòa án tiên anh lành án 4 năm 6 tháng. Nếu ngày xưa đôi mình chưa từng yêu nhau, để giờ đây em đành cần bước sang ngang. Cũng vì tiền mà cũng vì tình, mà giờ đây em nỡ đành cách xa. Có lên thá anh trở trở về nơi xưa, anh tìm em trên con đường 3 tháng 2. Thấy em ngồi với nhân tình, chuyện tình ta kết thúc từ đây. Cần bước sang ngang. Cũng vì tiền, cũng vì tình, mà giờ đây em nỡ đành cách xa. Có lần tha anh trở trở về nơi xưa, anh tìm em trên con đường 3 tháng. Em ngồi với nhân tình, chuyện tình ta kết thúc từ đây. Mà thấy em ngồi với nhân tình, chuyện tình ta kết thúc kể từ đây.